chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khí lực sánh đôi Body and Brain. Nếu thời gian không dư, không thì ông dù chỉ một giây để các cặp đôi thể hiện sức mạnh cường tráng, là cơ hội thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng. Dù ai nói ngỏ nói nghi, lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược giả Quốc Thuận và chiến lược giả Phương Thành, đồng hành cùng là MC Quyền Linh. Nếu muốn giải thưởng với tay mình, hãy để trí lực dẫn đường cho bạn. Trí lực sánh đôi, 12 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Trí lực sánh đôi Body and Brain. Cặp đôi đầu tiên đó chính là Thùy Trang và Thiết Hương, Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo. Chuẩn bị, câu hỏi bắt đầu. Quốc gia nào có tên ngắn nhất? Ý. Chính xác. Hay quá. Câu nói trong quảng cáo của mọi loại sữa bột là gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe, bây giờ chứ còn chứng loại hạt nào mà tạo ra nhiều người loại cây? Bỏ ra đi. Rồi, trước rồi. Mua. Cộng 25 giây. Go. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Trí lực sánh đôi Body and Brain. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc, thưa quý vị, 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ những cặp đôi thân thiết với nhau, thậm chí mới quen nhau nhưng họ có hiểu nhau rồi. Nhưng cái điều quan trọng là trí lực có vẹn toàn hay không quý vị. Thật là quý vị cũng nên đồng hành với chúng tôi để cùng chia sẻ những giây phút thật vui vào mỗi buổi trưa quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai người quen thuộc lắm. Hai người là huấn luyện viên, là ban cố vấn, là ban chiến lược của hai đội. Đó chính là Quốc Thuận và ca sĩ Phương Thanh. Thấy chưa? Ai dự chưa? Huấn luyện viên đó. Và bây giờ thì tôi biết rằng hai đội của hai tư vấn viên đã có rồi đúng không? Đúng vậy. Bây giờ mình về vị trí đi, tôi sẽ giới thiệu họ ra. Mời nàng theo ta về chỗ. Quý vị đang chờ đợi xem hôm nay hai đội họ là ai đúng không? Họ là ai quý vị? Là những người quý vị thường thấy trên TV với những vở kịch hài, với những chương trình ở trên truyền hình. Hôm nay họ xuất hiện đây để trở thành những cặp đôi trọn vẹn về trí và lực nha. Cặp đôi của đội Quốc Thuận đó chính là Thùy Trang và Thiết Cương. Ôi người đàn ông có một con chuột rất ư là bự ở cánh tay. Anh biết không, em rất là hoang mang khi mà được vào đội anh Tiết Cương. Bởi vì không biết là anh hy sinh khi nào. Đàn ông con trai mà áo màu xanh đọt chuối là coi như thua rồi. Cái này á là mình làm mặc áo chói á để làm hoa mắt đối thủ. Đó, hai bạn sẵn sàng nha. Rồi đối thủ của Thùy Trang và Thiết Cương là ai quý vị? Là hai gương mặt cũng dễ thương, dễ mến, dễ cười, đó chính là Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo. Ai đâu mà được hung đâu. Ở bên kia áo đọc chuối, bên này quần đỏ cũng không có vừa.
Ở đây là ngày hôm nay là Quốc Thuận phải gặp rất là nhiều những cố nhân. Trước tiên là Hoàng Mèo. Hoàng Mèo là bạn đồng môn của Quốc Thuận, đều là học trò của thầy Công Ninh. Và người đứng bên anh, Tiết Cương, trưởng nhóm của nhóm Hề, những người bạn trước đây. Và Thùy Trang cũng là học trò của thầy Công Ninh, đúng không? Nhóm Hề, những người bạn nha, bữa nay sao cho Hề nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Hai đội có thách đấu gì không? Bây giờ mình nhìn mình thấy tướng Hoàng Mèo cũng rất là thể thao, rất là khỏe mạnh. Wow. Thì mình thách Hoàng Mèo thách đất 20 cái. Trời ơi. Đó. Đó. Em nói anh nghe, em đi làm việc đi. Thích đất đi. 20 cái. Mình thích đất với bạn. Ok. Trời luôn. Trời luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ổn không? 2 1 cái này là một quýt đất của bạn. Cái gì vậy? Thôi, Hoàng Mèo làm gì chắc nghe tới kết thúc chương trình rồi đó. Cho nên mất thời gian quá, coi như được không lão tướng? Việt. Việt, ok. Đi chương trình này em đến đây em chơi nè, em nói chị Thanh nghe, em có đứa em. Nó là chồng, là em, nó là trong cái đội múa. Đó, đến đây ủng hộ hay là chồng em. Để em kêu em lên sẽ thách với anh à. Tuyết ơi, Tuyết. Chưa, dễ thương chưa? Thấy chưa? Em gái của em là nằm trong vũ đoàn. Giờ em thách anh à. Thách gì? Gái em sẽ múa một động tác, anh chỉ cần múa theo giống y chang là được rồi. Cái vụ múa này lớp 1 là tôi đã múa rồi, tôi có máu mà. 2, 3, vô. Đó. Quá dễ. Trời ơi, tôi tưởng cái gì múa khó, múa dễ đấy mà. 2, 3, vô. Thôi dẹp. Thôi dẹp. Rồi được rồi. Thôi, chúng ta hãy dành lực để mà thi trí lực nha. Thôi, mời khán giả trong vào tay cho lão tướng Tiết Cương. Cần có 1 phút 3 giây để tập hợp lại bàn luận hai huấn luyện viên cố gắng nha. Tập làm sao cho đội mình có trí, có lực để chuẩn bị đến với cuộc chơi nha. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong một vài phút nữa nha. Xin chào. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi trang bị. Ở vòng thi này thì hai đội sẽ cử ra một người thi trí và một người thi lực. Và lực như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng xem hình ảnh sau đây. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên giữ thăng bằng trên máy massage. Người thể lực sẽ phải đứng tấn trên một máy massage đang hoạt động với tốc độ cố định. Một tay sẽ giữ một trái trứng gà luộc bằng một tấm mica mỏng. Nhiệm vụ sẽ kết thúc khi quả trứng rơi khỏi tấm thớt hoặc đầu của người thể lực chạm vào thước đo chiều cao bên trên máy massage. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đấy. Người thể lực cố gắng thật nhiều để người trí tuệ trả lời câu hỏi nhá. Chúc hai đội may mắn. Bây giờ huấn luyện viên cử đi. Đội của mình ai sẽ thi trí, ai thi lực? Bây giờ ông này nè, ông hay nói nhiều, cho ông chơi thể lực. Đó, cho bớt nói. Bây giờ bên Quốc Thuận thì cử ai? Với sự tính toán của Quốc Thuận thì thấy rằng là anh Tiết Cương nhìn rất là thể thao. Nhưng với trò chơi này em nghĩ rằng là em phải chọn Thùy Trang. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì nếu Tiết Cương tham gia trò này rất dễ đụng đầu. Đúng rồi. Quyết định chọn Thùy Trang. Oh no. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đầu tiên. Trí và lực của đội Phương Thanh. Máy massage chạy. Ê cái gì nhanh vậy? Ê chậm thôi chứ. Sao không bỏ lên? Ê không. Bộ phim Chuyến tàu sinh tử là bộ phim miêu tả chuyến tàu di chuyển từ thành phố nào để về Bắc Sơn? Trời ơi, bỏ qua. Rồi, Hollywood nằm ở bang nào của nước Mỹ? California. Chính xác. Trong chữ Hollywood có bao nhiêu chữ O? Hai chữ. Sai. Ba chữ. Chính xác. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh nào của nước ta? Quảng Ninh. Chính xác. 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 bằng bao nhiêu? Trời ơi, bỏ qua. Loại hạt nào tạo nên nhiều loài cây? Bỏ qua đi. Bỏ qua hả? Rồi, có tất cả bao nhiêu nốt nhạc? 7 nốt. Đúng rồi. Bộ phim King Kong có những cảnh quay tại Việt Nam là ở đâu?
Ninh Bình. Không phải. Ở đâu? Quên rồi ta. Trời ơi. Ở cái gì nổi tiếng á? Quá. Rồi, công trình kiến trúc nào được in lên quốc kỳ Campuchia? Angkor Wat. Đúng rồi. Việt Nam chung đường biên giới với quốc gia nào sau đây? Trung Quốc, Campuchia, Lào và Thái Lan. Lào, Campuchia, Trung Quốc. Đúng rồi. Vụ án Lệ Chi Viên đã khiến gia đình của anh hùng dân tộc nào Nguyễn bị Đại. Chính xác. Câu hát cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái là trích từ ca khúc nào? Phía sau một cô gái. Đúng rồi. Cộng đồng mạng hay nói rằng xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là phải hãy điền vào chỗ chấm chấm chấm. Xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng là chỗ chấm chấm chấm. Quan trọng là quan trọng vẫn là cái thần thái. Quan trọng vẫn là cái thần thái. Thần thái. Đúng rồi. Cái gì càng tối càng sáng? Mặt trăng. Đúng rồi. Đúng đâu rồi? Đúng đâu rồi? Đúng đâu rồi? Đúng đâu rồi? Tạt điểm bước xuống không được luôn rồi đó. Và số điểm của đội Phương Thanh là 9 điểm, tương đương với 4.500.000 đồng. Chúc mừng. Mời hai bạn về chỗ. Wow. Chúng ta sẽ đến với cặp thứ hai, Thùy Trang và Tiết Cường. Rồi, mình để chúng ta lên. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Ngày 13 tháng 11 là thứ bảy, thì ngày thứ bảy của tuần sau là ngày mấy? 20 tháng 11. Chính xác. Con gì không chân mà leo núi? Bỏ qua. Bỏ qua. Trên ngực của Captain American có hình gì? Ngôi sao. Chính xác. Con gì đầu dê mình ốc? Con dốc. Chính xác. Trong tam giác giao điểm ba đường trung tuyến gọi là gì? Đường trung... bỏ qua. Trời ơi, trời. Anh càng ngày thấy em càng hay rồi đó. Anh thích em ghê. Tiết Cường, nếu mà Thùy Trang cố gắng đứng hồi nữa thì Tiết Cường sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi nữa, bởi bạn ấy cũng khá thông minh đấy. Một tràng pháo tay cho Thùy Trang và Tiết Cường. Các bạn nhận được 3 câu trả lời đúng là các bạn được 1.500.000 đồng. 1, 2, 3. Yeah. Quý vị và các bạn tiếp tục đến với vòng thi đầu tiên, đó là trang bị. Ở vòng thi này thì bắt buộc đội thua phải đổi người rồi. Thùy Trang là thi lực đúng không? Bây giờ bắt buộc phải đổi lại. Tiết Cương là thi lực, Thùy Trang là Thùy Trí rồi. Còn ở đây có đổi không là quyền của huấn luyện viên và hai bạn thôi. Mình đang thế thắng, không cần đổi. Ở vòng chơi này chúng ta sẽ thi về trí. Cứ mỗi một câu trả lời đúng, chúng ta sẽ được 10 giây để dành cho người bạn của mình để thi về lực. Phần chơi lực thế nào? Mời mọi người hướng về màn hình. Ở thử thách thứ hai, sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách ném banh vào lưới. Trong thời gian cho phép, người thể lực sẽ phải ném được thật nhiều banh bóng bàn vào lưới của chương trình. Lưu ý rằng, mỗi lần thực hiện chỉ được ném một quả banh thôi nhá. Mỗi trái banh vào lưới đúng luật sẽ được tính 10 điểm, tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Vì thế, hai đội cố gắng rủng rỉnh túi tiền sau phần thi này nhá. Và bây giờ thì xin mời cả hai bạn thi ký bước ra cùng với Quyền Linh. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên em ơi. Bây giờ thì Đại Ngọc Trâm và Thùy Trang, các bạn nghe Quyền Linh đọc câu hỏi, bạn nào biết thì nhấn chuông trả lời ha. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu. Khi bị vấp, người ta vồ cái gì? Ếch. Chính xác, vồ ếch. Ráng lên, tiến lên xíu, tiến lên xíu. Con gì luôn sống không chết? Con gì? Con dao. Chính xác. Anh sinh năm 2000. Em gái của anh sinh năm 2002. Em trai của anh sinh năm 2006. Hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi? 3, 2, chính xác. Loại mơ nào dễ vỡ nhất?
Mơ mộng. Đúng rồi. Diện tích một hình vuông là 100 mét vuông thì cạnh hình vuông đó là bao nhiêu mét? Bao nhiêu? 3. 10. Chính xác. Đồng gì mà cả thế giới đều có? Đồng gì cả thế giới đều có? Đồng tiền. Đúng rồi, đồng tiền. Áo dài nâu, nâu ống chuốt, râu dài vượt, cao quá đầu, suốt ngày ẩn náu khe sâu, chờ tối người ngủ rủ nhau ăn vụng, đó là con gì? Dán. Đúng rồi. Có bao nhiêu diễn viên gốc Việt tham gia diễn xuất trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao The Last Jedi? Hai. Đúng rồi, chính xác. 2. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng? Đó là câu nói đến nhân vật lịch sử nào? Chu Du và Gia Cát Lượng. Đúng rồi, nói đến nhân vật lịch sử nào là đúng? Nếu trả lời Chu Du không là không có đúng. Con gì không xương mà vẫn đứng được? Con gì không có xương mà vẫn đứng được? Con gì? Đúng. Đứng. Chính xác. Một cái bể có thể tích là 2 mét khối. Cần bao nhiêu lít nước để đổ đầy cái bể đó? 2.000. Nhiều. 2.000. Chính xác, 2.000. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Chấm chấm chống. Chấm chấm chấm. Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Dù ai nói ngỏ nói nghi, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Chính xác. Ôi ơi, bỏ nói nhanh quá. Quốc gia nào có tên ngắn nhất? Ý. Chính xác. Hay quá. Từ 0 tới 99 có tất cả bao nhiêu số? Giờ score vậy? 100. Chính xác. Cái gì đựng 4 biển 5 châu? Cái gì mà đựng 4 biển 5 châu? Cái gì? Quả địa cầu. Đính, đúng rồi. Ca khúc chủ đề trong phim điện ảnh Mẹ Chồng tên gì? Cánh Hoa Tàn. Đúng rồi. Cái này hai chị phụ nữ dễ biết nè. Một phân vàng bằng bao nhiêu chỉ? Bao nhiêu? 1/10. Đúng rồi. Một lượng vàng và một cây vàng có bằng nhau không? 3. Bằng. Chính xác. Hỡi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào trong Thần Điêu Đại Hiệp? Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Sầu. Đúng rồi. Đố ai trên bạch đằng giang làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời, phá quân Nam Hán tơi bời, gươm thần độc lập giữa trời vang lên là ai? Có quyền. Đúng rồi. An có 12 viên bi, bình có số bi gấp đôi An, chi có số bi nhiều gấp 3 bình, hỏi chi có bao nhiêu viên bi? 36. Sai. 24. Trời ơi. Cho qua. Trong phim Kiếm Hiệp, mỗi khi chủ nhà muốn mời ai đó ra về thì sẽ nói câu gì? Bóp đi. 3, 2, 1. Chia tay. Tiễn khách. Đúng rồi. Ở đây bóp tiễn khách trước nè. Ở đây nói trước. Anh đây 3, 2, 1 không trả lời được. Bên đây trả lời. Trời ơi. Câu nói trong quảng cáo của mọi loại sữa bột là gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và giải trí người trẻ nhỏ. Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và giải trí người trẻ nhỏ. Đúng rồi. Nói gì mà nói dữ vậy? Để cho bên này người ta nói đi chứ. Lòng tiếng câu đó mà. Thứ gì đi rồi không lấy lại được? Thời gian. Đúng rồi. Yes. Đưa tay tập trung, tập trung. Làm sao cho một con voi vào tủ lạnh? Mở cửa cho vô tủ lạnh. Đúng rồi. Như vậy là sau thời gian cố gắng nỗ lực dành nhau bấm chuông thì đội của Quốc Thuận nhận được 17 điểm tương đương với 170 giây. Yeah. Và đội của Phương Thanh nhận được khá nhiều, đó là 7 câu trả lời đúng, nhận được 70 giây. Nhiều quá, xuất sắc là 7 là xuất sắc rồi. Và thời gian của các bạn nhận được đó chính là thời gian để hai thành viên còn lại thể hiện lực của mình. Chúng ta đang đến với phần thi lực dành cho hai đội. Hồi nãy thì thành viên của đội đã dành lấy thời gian của mình rồi. Mà đội ít thời gian nhất đó là đội của Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo. Có 7 câu hỏi trả lời đúng được 70 giây. Ông ít thì vẫn làm cái ghê. Rồi chuẩn bị. Mỗi lần được một cái thôi nha. Cầm có thể được nhiều cái nhưng mà mỗi lần thảy được một cái thôi. Chuẩn bị. Thời gian của Hoàng Mèo có 70 giây. Bắt đầu đếm ngược.
2, 3, 1, bắt đầu. Rồi, hay quá. Bốn thôi. Dán lên, còn có 50 giây nữa thôi. Còn 20 giây. Từ từ. Từ từ. 12 rồi. Mày ra qua. Cho luôn. Nhanh 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 nhanh. 2 3 1 Ok. Hay rồi. Hai. Và số tiền thưởng của Hoàng Mèo Đại Ngọc Câm là 6.500.000 đồng. Đội Phương Thanh đã có 6.500.000 rồi. Bây giờ tới đội của Quốc Thuận. Thử xem Thiết Cường có tài lấy được bao nhiêu tiền đây. Mỗi trái banh là 500.000 nếu lọt vào lưới. 3, 2, 1, bắt đầu. Ra ngoài. Hai. Ra ngoài luôn. Ba. Sao vô ngoài vậy? Ra ngoài đi Tiết Cường. Ra ngoài đi Tiết Cường. Ra ngoài đi Tiết Cường. Hay quá. Trang trang đừng lụm. Đừng lụm trang. Ra ngoài ngoài đi Tiết Cường. Đúng rồi, ra ngoài ngoài luôn. Đúng. Còn thời gian nhiều lắm, bình tĩnh Tiết Cường. Từ từ. Đúng rồi. Tao đứng xem vậy. Ra ngoài. Ra luôn Tiết Cường rồi. Ráng lên. Trời ơi. Trời ơi, quá trời mỏng. Trời quá Cường ơi. Ráng đi Cường. Vô rồi. Còn 40 mấy giây nữa. Trời ơi, đừng có vô. Một phút mấy nữa Cường ơi. Trời ơi. Vô ngoài vậy. Hay quá. Tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Còn là 1 phút 16 giây. Còn lâu lắm luôn. Ra ngoài hết luôn. Vô, vô. Đừng có vô gì hết, ra ngoài hết. Vô, vô, vô. Trời ơi, vô. Ra hết thì tiếp tục. Đúng rồi, ra ngoài vô. Đừng có vô lưới. Hay quá. Vô lưới không có vui. Đó được. Còn 48 giây nữa. Trời ơi. Đó. Trời ơi. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Vô. Vô. Sao vô ngoài vậy? Ra ngoài. Ra ngoài. 36 giây nữa. Vô. Ra ngoài. Ra ngoài. Vô. Ra ngoài. Vô. Ra ngoài. Vô. Trời ơi. Ra luôn. Chỗ đâu không ra. Chỗ không ra luôn. Ra ngoài luôn. Đúng rồi. Ra hết luôn. Ra ngoài luôn. Vô. Vô. Ra hết luôn. Hàng ngàn cái bông. Ba. Vô. Hai. Vô. Một. Vô. Hết rồi. Mệt quá. Xích ra, xích ra. Xích ra để tôi bảo vệ cái khung thành này, tiền nhiều quá. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 26, 28, 30, 31. Mừng đi, mừng đi. Trời ơi, nhiều quá. 31 cái 15 triệu 500 ngàn đồng. Wow. Đối với chương trình Trí Lực Sánh Đôi thì các cặp đôi nếu mà hiểu với nhau mà có lực có trí nữa thì thôi, tiền nó nhiều vô cùng tận luôn quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết số tiền của hai đội. Đầu tiên là đội Phương Thanh đã nhận số tiền là 11 triệu đồng. Và đội của Tiết Cương đến thời điểm này thôi nha, đã có 17 triệu đồng. Thưa quý vị, cuộc vui còn tiếp diễn, quý vị đừng tắt TV nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa.